con mũi này. Vừa mưa xong nên mũi lại lên nhiều đó con. Cẩn thận cái mũi nó lại chích cho mấy phát thì khổ. Bà ơi, con mũi có sự tích không hả bà? Có chứ. Có đây cháu à. Chuyện kể rằng Ngày xưa có một người nông dân hiền lành tên là Ngọc Tâm. Mình ơi, tôi đã về rồi đây. Ngược lại với người chồng, người vợ nhan dịp bản tính lười biếng, chỉ thích ngồi không hưởng thụ. Sáng ra mình đã cho gà ăn chưa thế? Tóc em còn chưa chải xong. Thời gian đâu mà cho gà ăn cơ chứ. Thôi, vậy mình cứ lo chải tóc đi, để tôi lấy thóc cho gà ăn. Mình mua cho em đấy ư? Ừ, bà ngãi qua chợ, thấy chiếc trầm đẹp quá nên tôi mua về. Mình có ưng không? Mình cài lên tóc cho em đi. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Bỗng dưng một ngày nọ, nhàn dịp không bệnh mà chết, khiến Ngọc Tâm đau đớn không cùng. Sao mình đang khỏe mạnh, Tự dưng lại thành ra thế này hả? Ngọc Tâm vì quá đau đớn, không muốn rời xa vợ, liền đem bán hết tài sản trong nhà, mua lấy một chiếc thuyền chở quan tài vợ, cứ thế thả trôi theo sông. Một ngày nọ, thuyền trôi đến một vùng núi đầy những kỳ hoa dị thảo. Nơi đây thật kỳ ảo, tựa như chốn thần tiên vậy. Giữa chốn rừng thiên lại xuất hiện vị thần tiên nào thế này? Không chừng vị này có thể giúp vợ ta hồi sinh trở lại. Nghĩ vậy, Ngọc Tâm liền tới trước mặt vị thần nọ, sụp xuống quỳ lại, xin cứu tử hoàng sinh cho người vợ của mình. Thấy người tha thiết cầu xin, ta cũng không nỡ từ chối. Tuy vợ người thỏa được ước nguyện, nhưng về sau đừng có lấy làm ân hận đó. Sau khi nghe vị thần bảo cách giúp cho người vợ sống lại, Ngọc Tâm vui sướng trở lại thuyền, chích đầu ngón tay mình 3 giọt máu, nhỏ vào thi thể nhan dịp. Thật thần kỳ, vậy là vợ ta đã sống lại rồi. Chính nhờ tình yêu của chồng mình mà cô mới có thể được trở lại kiếp này. Bởi vậy hãy nhớ phải luôn yêu thương và chung thủy với chồng. Rời xa chốn tiên cảnh, Ngọc Tâm xuôi thuyền đưa vợ trở về quê nhà. Mình ngồi đây trong thuyền một lát nha. Tôi lên bờ mua ít đồ ăn, tiện sắm sửa mấy thứ lặt vặt luôn. Ngọc Tâm không hề hay biết nhan sắc của vợ mình đã lọt vào mắt của một gã lái buôn giàu có. Tên lái buôn mời nhan dịp về thuyền, dỡ trang sức đắt tiền ra, dụ dỗ nhan dịp đi theo mình mà bỏ người chồng nghèo khó kia. Mình đã dặn là ngồi đây trong thuyền mà, cô ấy lại đi đâu rồi không biết nữa. Bà ơi, bà cho cháu hỏi, bà có trông thấy người phụ nữ ngồi thuyền này đi về hướng nào không ạ? Khi nãy tôi thấy cô ấy lên chiếc thuyền buôn, một lúc sau thì chiếc thuyền đó chạy đi theo hướng kia rồi. Không biết có chuyện gì xảy ra với vợ mình không nữa. Mình phải mau đuổi theo chiếc thuyền đó mới được. Vậy là Ngọc Tâm ngày đêm chèo thuyền, bỏ ăn bỏ ngủ đuổi theo chiếc thuyền buôn kia để tìm vợ. Một ngày kia, Ngọc Tâm cập bến một khu chợ đông đúc nhộn nhịp. Thuyền buôn đổ về từ khắp nơi. Nơi này thuyền buôn lui tới tấp nập. Không chừng ta sẽ lần được tung tích vợ ta. Kia chẳng phải là vợ ta sao? Trời ơi, ta đã tìm nàng bao lâu nay, may sao nàng vẫn mạnh khỏe.
Vậy mà ta cứ lo có chuyện không hay xảy đến với nàng. Hả? Giờ tôi đã là vợ người khác rồi, mình còn tới đây tìm làm gì? Mình nói sao? Tôi không hiểu gì hết. Tôi giờ là vợ của người lái buôn giàu có này, được sống sung sướng, có kẻ hầu người hạ. Mình đừng đến đây gặp tôi nữa, kẻo người khác thấy không tiện. Mình đang nói cái gì vậy? Mình hãy tỉnh lại đi, tôi mới là chồng của mình đây. Mình có đủ tiền để chu cấp cho tôi như người ta không? Nghèo khổ như mình cả đời cũng không mua nổi cho tôi một chuỗi vòng này đâu. Tôi đồng ý trả tự do cho mình, nhưng hãy trả lại ba giọt máu của tôi đã nhỏ ra khi xưa đã cứu sống mình. Nghĩ rằng chỉ cần chích ba giọt máu là có thể dứt tình với người chồng cũ, Nhàn Diệp vội vàng lấy con dao nhỏ chích đầu ngón tay. Nhưng khi giọt máu vừa rơi ra thì nàng ngã lăn ra chết. Sau khi chết đi, Nhàn Diệp hóa kiếp thành con muỗi, ngày đêm đuổi theo Ngọc Tâm tìm cách ăn cắp ba giọt máu để trở lại làm người. Con muỗi lúc nào cũng kêu do ve không ngừng, tựa như tiếng than khóc oán hận của nàng Nhan Diệp phụ bạc. Ba, nàng Nhan Diệp vì không chung thủy với chồng lại lười biếng, chỉ thích hưởng thụ nên mới biến thành con muỗi, phải không ba? Ừ, đúng vậy. Chính vì ghét kẻ phụ bạc nên cứ thấy muỗi ở đâu người ta lại đập nó không thương tiếc đó cháu à. Cùng Huyền Cổ Tích.